Lời Chúa theo Thánh Marco, chương 13, từ câu 33 đến câu 37. Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. Cũng như người kia chạy đi phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến. Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là phải canh thức. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng đã trở lại, mùa hy vọng, mùa trông đợi. Chúng ta trông đợi điều gì, hy vọng điều gì? Một biến cố cực kỳ quan trọng, một biến cố thay đổi tất cả, cả cuộc đời của chúng ta và cả thế giới. Thiên Chúa đến với chúng ta trông đợi, vì chính Chúa đã nói với chúng ta hãy tỉnh thức như đầy tớ chờ đợi Chủ trở về. Không hẹn trước, nhưng chắc chắn Chủ sẽ trở về vào ngày và giờ chúng ta không ngờ. Hãy tỉnh thức. Tỉnh thức là nhìn thấy sự thật của chính mình, là những kẻ tội lỗi cần được cứu vớt, là đứng dậy và bước đi trong ánh sáng của những người đang sống giữa ban ngày, từ bỏ những việc tối tăm và mặc lấy Đức Kitô, là luôn luôn hy vọng, không để những giấc mơ trần thế che lấp ánh sáng. Dù đêm tối chung quanh chúng ta vẫn dày đặc, dù những cơn sóng gió của cuộc đời dồn dập đe dọa những chiếc thuyền nhỏ bé của chúng ta, đừng sợ. Vì Thiên Chúa là các đạo binh vẫn kề cận bên chúng ta, Ngài đang đến và sẽ đến. Hãy như Abraham tổ phụ của chúng ta, ông không biết mình đi đâu nhưng vẫn tin đến cùng. Tỉnh thức là kiên trì canh thức với Chúa. Chúng ta trong vườn cây dầu là mang dầu đầy bình để khi có tiếng gọi giữa đêm khuya, đèn chúng ta không tắt, để chúng ta cùng chàng rể bước vào bàn tiệc muôn đời. Chúng ta sẽ không thất vọng khi chờ đợi, vì qua đêm dài, Chúa sẽ đến cùng chúng ta, vì Ngài là sự thật và là sự sống. Để chờ đợi Chúa đến, các Kitô hữu phải có tâm tình thống hối thực sự, phải biết biến đổi nội tâm, tái phúc âm tâm hồn, phải biết làm những việc tốt đẹp theo con đường của Chúa. Người môn đệ phải biết đọc ra những dấu chỉ của thời đại, phải biết nhận diện Chúa trong từng phút giây của cuộc sống, nhận rõ Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho cuộc sống là thuận đỡ, khiên che, là gia nghiệp đời đời của mỗi con người chúng ta. Nhận rõ Chúa cũng là có nghĩa là từ bỏ những người xấu xa, tội lỗi, mặc lấy Chúa Kitô như Thánh Phaolô đã nói. Tôi sống nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Nhận ra Chúa là biết từ bỏ những dục vọng, những đam mê, những ham muốn bất chính, những tham lam mù quáng, lôi kéo con người chúng ta ra xa Chúa. Trong xã hội chúng ta đang sống, có nhiều Kitô hữu được rửa tội, nhưng lại không hiểu biết về giáo lý sâu xa, không hiểu thế nào là đạo, thế nào là Chúa. Chính vì thế, họ thiếu thức tỉnh và cầu nguyện. Họ luôn chạy theo những trào lưu mới của thời đại, đặc biệt thế giới đang đi tới chỗ toàn cầu hóa. Con người dễ dàng chạy theo lợi nhuận, chạy theo tiền bạc, vật chất mà quên mất Chúa. Vì thế con người chỉ có thể gặp Chúa khi họ sẵn sàng tỉnh thức, như năm cô trinh nữ khôn ngoan, như người khôn xây nhà trên đá. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết từ bỏ những gì không đẹp lòng Chúa, để chúng con ngày càng trở nên xứng đáng hơn, hầu sẵn sàng đón Chúa ngự vào đền thờ tâm hồn của chúng con. Amen.